Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di động Hạnh Phúc của mình nha anh em. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em máy tiếp tục nha. Xin nhắc lại anh em là số điện thoại đặt hàng mình là 0355 356 356 cho anh em, có cái bảng nhỏ kia nha. Anh em cứ gọi thẳng số điện thoại đó đặt hàng nha. Quy định mua máy thì cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em. Còn những máy trên 1 triệu thì em vui lòng cọc 100k Viettel nha. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Rồi, con máy đầu tiên hôm nay là một con iPhone 4 có đi, iPhone 4 hàng có. Máy kèm anh em với dây sạc nha anh em, kèm anh em một cái dây sạc ha. Con này 8 inch 8 GB. Máy full chức năng, bao anh em nghi gọi thoải mái nha. iPhone 4 390.000 nha anh em, 390k. Kèm sạc dán kính cho anh em nha. 390.000 thôi, một con duy nhất. Tiếp theo clip anh em là con 6S 16GB full nha anh em. Máy này vỏ xấu nha, vỏ không được đẹp nha anh em. Đó, trời xuống như clip mình quay 6S 16GB full quốc tế ha, bỏ sim là xài, bỏ chức năng full. Con này pin thay mới anh em rồi, 100% vân tay vân chân đầy đủ nha. Test sơ vân tay cho anh em. 16GB full vân tay, giá 2 triệu nha anh em, 2 triệu nha, 2 triệu tròn. Kèm sạc dán cơ lực cho anh em rồi nha. Máy quốc tế. Tiếp theo cho anh em là một con A6 Lut nha, A6 Lut màu gold, màn hình 6 inch nha anh em, RAM 4/32, pin 3500 nha. Máy ngoại hình còn 8 ohm. Đẹp, vỏ này đẹp tầm 97 thôi. Kính keng nha nè, kính thì đẹp keng keng luôn. Đó, màn rất sáng đẹp nha. Wi-Fi mạnh nha. A6 Bluetooth 32 SIM VN. Con này ra đi cho anh em giá của nó 2.4 triệu nha. 2.4 triệu kèm sạc này dán cái lực cho anh em luôn nha. Tiếp theo cho anh em là con Oppo F5 nha anh em. Oppo F5 máy riêng nha, vỏ sao có xuất sắc như clip. RAM 4/32 anh em, màn hình 6 inch, pin con này là 3200 nha. Đó, kính thì đẹp keng, kính thì có sức lông mèo cực nhẹ thôi, màn sáng đẹp nha. Wi-Fi mạnh nha anh em. RAM 4/32 F5. Con này ra đi anh em giá 1950. 1.950.000 nha anh em. Kèm sạc dán cái lực cho anh em đầy đủ. Oppo A37 nha anh em, một con nữa. Màn hình 5 inch, RAM 216, pin con này 2004. Đó, A37 máy rất là dễ thương nha. Đã thay vỏ mới cho anh em rồi. Thay vỏ mới như bóc hộp rồi. Sáng chỉnh cho nó sáng tí. Đó, màn hình cực sáng đẹp nha. Chức năng thì full nha anh em. RAM 216. Đó. A37 máy kem xà beng luôn, 1.050.000. 1050. Kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là con G7 Pro bán hàng anh em. Pro bán hàng máy màu gold, vỏ cực đẹp luôn, 98-99% luôn. Vỏ nó keng như thế này nha anh em. Đó, kính thì cái này không phải bể đâu, cường lực á, cái này cường lực mít. Màn sáng đẹp nha. Chức năng full. Con này màn riêng, có ám nhị nha anh em, có ám nhị các bạn này. Máy mà AMOLED là nếu mà ring là thường thường là có dính ám hết, không đáng kể. Đó, máy nguyên ring. Con này để anh em giá 1.6 triệu nha, 1.6 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính nha anh em nha. Máy cực đẹp luôn. Đó, nói chung tổng thể phải tầm tầm 98-99 luôn, rất là ok luôn. Vinsmart Joy 3 nha anh em,
Smart cho 3 RAM 464 nha. Con này bán RAM 4 với 2 RAM 3 nha anh em, máy đẹp 99 nha. Đó, kính lưng rất là đẹp. Mới keng luôn. Keng xà beng luôn. RAM 464, màn hình 6.5 inch, pin con này 5000. Pin 5000. Vsmart Joy 3. Máy nói chung là khỏi phải bàn về chức năng. Quá chuẩn luôn. Pin thì cực trâu bò. Mua con này mà xài anh em, mấy anh em mà hay đi ra đường đó, mình đi nhiều á, thì mình mua con này bảo đảm anh em là một ngày không thể hết pin được nha. Pin nó quá là trâu à, 5000 luôn. Đó. Con này giá 2250 nha anh em, máy đẹp keng 99 nha. 2250 ra 464. Một con duy nhất thôi, mấy cái dòng Vinmart á anh em rất là thích. Lâu lâu mới có được. Tiếp theo là con Samsung A750 màu xanh. Vỏ sale là có nhám nhám do ốp lưng này, dính cát này. Sườn trời nha anh em. Kính có dáng hình lực đẹp. Chưa mở nguồn, mình bật nguồn lên cho anh em xem. A7 nha anh em. Nói chung là sườn trời này, kiếm ốp lưng bỏ vô xài ok luôn. Kính đẹp, lưng cũng còn ok. Con này RAM 464 nha anh em, màn hình 6 inch. Pin thì 3300. Đó, pin 3300. Con này xài nhanh cho anh em luôn, giá 2.4 triệu. 2.4 triệu nha, kèm sạc dáng lực cho anh em luôn nha. Đó, máy rất là sáng đẹp nha. 2.4 triệu nha anh em. Một con duy nhất. Tiếp theo clip là con Xiaomi Mi 8. Đẹp 99%. Chỉ cái xíu đây là sượt nhẹ thôi. Còn nói chung là đẹp kén sao em. Mi 8 nha anh em. Màn hình 6.21, RAM 664, pin 3400 nha. Sườn đây là sượt nhẹ thôi, gió xe ép lưng. Còn rất đẹp, kính 99, lưng 99. Đó, anh em thấy đấy, sáng bóng soi gương nha. Cực đẹp. Wi-Fi các kiểu ok hết. Bộ nhớ này 64GB này. Ok. 18. Máy đẹp keng xà beng luôn. RAM 6, bộ nhớ 64. Con này để anh em giá 3.4 triệu nha. 3.4 triệu, kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. Tiếp theo là con Note 8 có đốm nhẹ nè. Note 8 màn hình 6.3, RAM 664 luôn, pin 3300. Có đốm nhẹ. Và máy thì nói chung là bao đẹp. Sườn xước sát cực nhẹ, kính đẹp nha. Đây. Một cái đốm phải nói là không có thế mà chê gì hết em. Rất là nhẹ đó. Còn màn thì cực đẹp nha. Màn này ám rất là nhẹ, không có đáng kể đâu. Mình phải nói cho anh em biết thôi chứ thực sự là quá là ok. Đó. Note 8. Bán hàng nha anh em, một sim. Bán hàng một sim nha, nhắc trước cho em luôn nha. Đó, một đốm góc đó thôi. Còn dưới là nguyên hot. Mua cho mấy anh em tiến đồ game, chơi game thoải mái luôn. Galaxy Note 8 một sim. Bán hàng. RAM 6 bộ nhớ 64 cho thoải mái nha anh em, giá 3.2 triệu. 3.2 triệu. Kèm sạc cho anh em luôn. 8 lút nha anh em, một con keng xà beng nha, 8 lút. Đẹp 99% nha. Con này không hề phải phéo gì hết ha. Chỉ có một vết sức sực nhẹ thôi, không đáng kể đâu. Bỏ qua còn được. Bỏ lưng rồi xài bao đẹp. Kính lưng soi gương, máy bảo đảm ring áp nguyên ring cho anh em. Quốc tế trọn đời nha. Con này là quốc tế trọn đời ha. Không có chịu mà lóc lét hết ha. Lóc thì mình bao lóc nha. Còn vân tay vân chân đầy đủ, máy full. Ring áp. Pin con này là 84, pin 84. Và giá ra đi cho nó con này là 6 triệu 6 nha anh em. 66 nha. Một máy cực đẹp, phải nói đỉnh của đẹp luôn. Anh em mà cần thì alo cho mình nha. Đẹp như này thì anh em phải chấp nhận giá cao một tí. Đó, để mình xài sở hữu con máy riêng đẹp. Còn tài xuống tí thì mình có nhiều dòng nha. Từ 6 triệu cho tới 6 triệu 1, 6 triệu 3, 6 triệu rưỡi, 6 triệu 6. Đó, nó nhiều dòng. Con này đẹp keng như này thì 66 nha anh em. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Tiếp theo là con Nokia 6.1 lút. 6.1 lút sườn xước sát nhẹ, kính đẹp nha. Màn hình thì keng xà beng luôn. Đó, gần như không xước. Con này RAM 4 bộ nhớ 64 nha anh em. RAM 464, màn hình 5.8, pin con này là 3060. Đó, báo rất kỹ cấu hình cũng như ngoại thất của nó. Em nói cho anh em xem. Mạng mung, test sơ cái wifi cho anh em coi coi.
Đó, wifi 7 chuẩn nha. Wifi 7 chuẩn ha. Giới thiệu điện thoại này, Nokia 6.1 Lut nha. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Cấu hình thì có sẵn rồi, anh em chỉ cần tra lên Google là biết ngay về cấu hình cũng như là chức năng máy ha. Ok, 6.1 Lut con này để anh em giá 1.650 thôi. 1.650.000. Kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. 1.650 kèm sạc dán kính. Tiếp theo là con Vivo Y20s màu đen xám nha. Vivo Y20s đẹp 98-99%, nguyên zin. RAM 6 của 128, màn hình 6.51, pin 5000. Đó, chức năng thì như này. Đẹp, ngoại thất rất là chuẩn chỉnh. Đó, màn hình cực sáng đẹp nha. Y20s. Còn Y20 thì giá nó rẻ hơn. Còn này chức năng ok. Máy nguyên zin. Wi-Fi các kiểu ok hết nha. RAM là không gian lưu trữ đây. RAM 6 bộ nhớ 128GB nè. Chuẩn chỉnh nha. Ok, con này để anh em giá 3.500.000 nha. 3.500.000 kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Vivo Y20s. Máy cực đẹp nha. iPhone 8 vẫn còn nha. Anh em cần thì liên hệ với mình nha. Tại vì con này về lai rai cứ là hai bà con. iPhone 8, máy đẹp keng. Tiếp theo G7 Pro màu đen. G7 Pro màu đen. Màn hình 5.5, RAM 332, pin 3600 nha. Con này bán hàng. Vỏ sao kính trước này keng, màn thay nha anh em, con này màn thay. Có sao nói dài thôi, không có lừa đảo gì anh em hết nha. Tại vì mình bán online là phải thật tình anh em. Lừa đảo thì anh em gửi tới cũng coi ớn cũng gửi về thôi, mình tốn tiền ship chứ làm cái gì. Nên là báo thực sự anh em, màn thay nhưng mà máy rất là chuẩn chỉnh. Con này để anh em giá 1.600.000 nha. 1.600.000, vỏ đẹp. Màn đẹp. Ok nha. Rồi clip sáng nay tạm dừng tại đây, ngắn gọn thôi. Thằng ấy chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh mình để xem clip mới được kênh mình nha. Thằng ấy chào cả nhà.